hầu như tất cả những phim của Victor đều được Chris Wong sáng tác cái phần âm nhạc. When I found out that Victor was making Mapiek, I was very excited because I knew that the story was written by the same author who wrote Yellow Flowers on the Green Grass. The movie also has a lot of nostalgia in it, this feeling that we're longing for our past, we're remembering our childhood and the happiest moments of our lives when we were young. One of the things that was very special about this project was that we got to record the score with the Bulgarian Symphony Orchestra. For a movie that is this emotional, Victor and I both agreed that it would highly benefit the movie to have a live orchestra. Lần này Mắt Biếc á cũng đặc biệt so với những phim khác là tại vì lần này có Phan Mạnh Quỳnh. Khi mà nghe Chàng Trai Viết Lên Cây thì không biết là Phan Mạnh Quỳnh có lấy cảm hứng từ câu chuyện Mắt Biếc hay không, vì lời của bài hát quá hợp với câu chuyện và thậm chí còn có từ mắt biếc trong lời của bài hát. Người đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau. Thật ra thì cái bài này cái mà Victor thấy hấp dẫn á và thấy quá hợp với bộ phim là cái giai điệu và cái lời của bài hát truyền tải được cái tinh thần của bộ phim rất là rõ, nên là thật sự là Victor không nghĩ có một bài hát tốt hơn, có đúng một câu trong bài hát là ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, thì có đổi lại đúng câu đó, và khi đổi câu đó là coi như là 100% bài này là thuộc về Mắt Biếc. Một người vẫn vậy thì xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi thì giấc mơ vẫn còn. Thì đến lúc mà anh Victor công bố là sẽ làm phim Mắt Biếc, tức là chưa casting gì hết à, là Quỳnh đã bắt đầu, Quỳnh nghĩ là Quỳnh sẽ viết một cái gì đó thêm nữa. Và suốt những tuần sau đó thì Quỳnh ngồi vào đàn và Quỳnh tìm một cái giai điệu, và đó là chính là bài Hà Lan đó mọi người. Đoạn piano ta da 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 da, tức là Quỳnh muốn nó thay đổi cái giai điệu đi làm sao cho nó gợi ra cái nỗi buồn nó mênh mang mà nó sâu nhất. Victor có chia sẻ với Quỳnh là mình cần một số bài hát trong phim Mắt Biếc. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là những bài hát này là phải từ nhân vật Ngạn ra. Tại vì trong câu chuyện của mình, Ngạn là nhạc sĩ, cũng sáng tác, cũng đánh đàn. Nên là ba bài hát này phải thể hiện rõ cái cá tính của nhân vật Ngạn. Cái điều thú vị là Hà Lan, người mà Ngạn đang yêu, là cảm hứng của tất cả những bài hát trong phim này. Mà điều đặc biệt hơn là ba bài hát này diễn ra trong ba giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Ngạn. Khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tối. Phiên bản đầu tiên thì anh Victor không đồng ý đâu mọi người. Anh Victor muốn một thứ khác. Lúc đó thật sự là khi Victor nghe lại cái bài hát mà định hát trong đường sim thì có một cái gì đó nó chưa có thật sự rõ và thể hiện được cái cảm xúc của Ngạn trong lúc đó. Hôm đó là Victor gọi cho Quỳnh và Victor nói với Quỳnh là đang có một cái scene rất là quan trọng sắp tới. Cái giai điệu hiện nay thì chưa chắc là nó sẽ gọi là thể hiện được cái sự hạnh phúc, cái một cái gì đó nó rất là thăng hoa của nhân vật. Rất may là trong ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau thì Quỳnh đã nghĩ ra được một ý tưởng và một giai điệu tương đối là đẹp, khá là hợp với khung cảnh. Nó là một cái giai điệu vô cùng đẹp. Khi nghe cái giai điệu đó là nó đúng y như là mình hình dung cho cái cảnh đường sim. Phân cảnh tiếp theo là lúc Ngạn và Hà Lan đã đi lên thành phố để học rồi. Lúc này thì anh ta đã thực sự là yêu và muốn tỏ tình với Hà Lan. Và lúc đó thì Ngạn đã bắt đầu có linh cảm về một sự xen vào của một người thứ ba, đó là Dũng. Thì thành thử ra là anh ta khá là thấp thỏm và muốn nói ra hết. Ở khung cảnh đó thì anh Victor muốn là Ngạn sẽ ngồi ở một đám lửa trại và hát. Thành thử ra cái chất Quỳnh vẫn giữ là kiểu như guitar mộc mạc và nhẹ nhàng thôi, để làm một cái nền cho anh ta tâm tình ra. Yêu em từ lâu, khi vẫn tâm bé chưa một lần biết sâu.
đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau. Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ. Nên cứ môi tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ.